Xin chào tất cả các bạn. Thì cái video ngày hôm nay Vũ sẽ chia sẻ với bạn một trả lời một số comment của một số bạn ở trên YouTube thì hỏi là phòng họp thì không cần phải nhất thiết phải reverb và nhà thờ cũng không xài reverb. Thì cái nội dung video này thì Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người, có thể những người đang xem kênh của Thiên Vũ và những khách hàng có thể mua sắm hoặc là những ai đang đầu tư một cái gì đó, chúng ta có thêm một cái kiến thức để chúng ta hiểu hơn về cái việc mà có sự reverb trong các hạng mục sau. Thì đúng, thì cái việc mà trong cái phòng họp á, chúng ta có nên sử dụng reverb không, thì chúng ta phải hiểu được là cái reverb cho đến nó nôm na là một bộ effect bao gồm echo mọi thứ, thà thật sự là nó là những cái bộ tool hãng đã đưa ra để cho chúng ta có thể khả năng linh hoạt xử lý trong mọi tình huống, mọi cái môi trường, chứ chúng ta không phải là bị mặc định ra cái mindset chúng ta bị dính vô là cái nhà thờ là không được sử dụng reverb, phòng họp là không được sử dụng cái reverb. Như vậy là không đúng nha mọi người nha. Thì thật ra nó sẽ tùy vào môi trường và tùy vào cái không gian đó như thế nào mà chúng ta sử dụng những cái effect nó phù hợp và nó đúng với lại cái nhu cầu. Và việc trong phòng họp đúng, chúng ta có thể là không cần reverb, nhưng cái reverb ở trong cái những buổi phòng họp với những cái phòng có khả năng hút âm hoặc là đông người hoặc là khả năng tiêu âm tốt trong bên phòng rất là nhiều, thì khi mà có reverb vào nó sẽ giúp cho cái việc người nói, cái người thoại họ họ sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn, và câu từ nó nhả từ ra nó sẽ được bay và nó mịn từ hơn, và người nói thì sẽ không mệt, người nghe thì sẽ không có chịu. Còn đối với những trường hợp nếu chúng ta vào những môi trường mà nó bị khô khan như vậy mà chúng ta không bỏ reverb vào thì nó sẽ giúp cho người nói rất là mệt nói, cái thứ hai là người nghe nó rất là khô, các bạn rất là cứng tiếng, sẽ không giúp cho cái giọng của cái người nói nó cảm giác là truyền tải được cái giọng nói cho đến hình thể cho đến chất giọng hay là ngôn ngữ họ đưa ra, nó sẽ không được mịn màng, cảm thấy là sẽ không được hay. Thì đó là cái quan điểm mà Vũ chia sẻ đến cho mọi người, nó rất là cơ bản nhưng mà rất là nhiều comment thì Vũ cho các bạn chia sẻ với bạn như vậy hiểu. Còn đối với nhà thờ thì sao, nó có hai dạng. Đối với cái nhà thờ á, thì là do là thiết kế và cấu trúc của nhà thờ là đa phần là bị vang thì nên là như vậy, nên người ta gọi là dùng vang, gọi là vang thụ động. Thì vang thụ động là sao các bạn? Vang thụ động tức là cái độ reverb, reverb nó nằm ở trong căn phòng, nó có sẵn, nó có độ vang, nó tự tạo được cái reverb, thì mình sẽ sử dụng reverb ít hoặc là mình sẽ sử dụng cơ chế effect khác để nó hài hòa nhất cho cái người thoại, cho cái người giảng, để người ta có thể nhẹ nhàng nhất mà nó không bị vang quá mà nó cũng không bị khô quá. Đó là khả năng linh hoạt khi mà chúng ta sử dụng bộ effect, chứ không phải là hãng sản xuất ra một cái bộ effect để cho chúng ta mindset là cái chỗ đó không cần phải dùng effect. Như vậy thì mixer họ không sản xuất ra làm gì cả các bạn. Họ sẽ sản xuất ra mixer dành cho nhà thờ, mixer dành cho phòng họp. Đúng không các bạn? Đó là những cái quan điểm mà Vũ chia sẻ để mọi người có thể nắm. Thì ví dụ nhà chúng ta bị vang nhiều quá, luôn cả lắp đặt karaoke cũng vậy, hay là luôn cả lắp đặt về về phim cũng vậy, thì không gian bị vang thì chúng ta sẽ có hai trường để xử lý. Trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ xử lý EQ chủ động. EQ chủ động là sao các bạn? EQ chủ động tức là đối với trước khi mà chúng ta can thiệp đến thiết bị âm thanh thì chúng ta sẽ xử lý EQ chủ động, có nghĩa là chúng ta sẽ dùng là vật liệu bàn ghế, sofa, những cái góc đó nó bị dư âm bass thì chúng ta sẽ sử dụng bass trap để chúng ta tiêu âm bass, thì đó được gọi là EQ chủ động, tức là chúng ta sẽ chủ động xử lý cái phần EQ bass nó bị ù, bass nó bị dư, chép nó bị thiếu đó, thì chúng ta sẽ xử lý chủ động như vậy cho căn phòng trước. Sau đó bước đó rồi rồi chúng ta mới xử lý cho thiết bị âm thanh, thì nó dư đoạn nào thì chúng ta sẽ xử lý EQ ở trên phần DSP chuyển con thiết bị âm thanh như là vang số, mixer hay là những con mixer digital. Tại vì trong âm thanh chúng ta hạn chế can thiệp và lạm dụng quá nhiều vào việc cái EQ, thì như vậy nó sẽ gây ra bị sai số, bị méo tiếng, nó không còn nguyên bản của chất âm nữa. Nên thường thường các bạn để ý những phòng nhạc ở nước ngoài, người ta sẽ đầu tiên là người ta sẽ chuẩn bị về cái căn phòng trước, sau đó cái căn phòng được đẹp nhất là nó đẹp nhất ở khoảng là 70-80%, sau đó đưa thiết bị âm thanh vào rồi mới đến cái đoạn là xử lý cái EQ ở trên các thiết bị âm thanh đó nó hạn chế và có thể, chứ không lẽ bass ù quá chúng ta cắt hết toàn bộ bass ra, như vậy chúng ta gọi là lạm dụng.
quá nhiều vào cái effect của âm thanh thì nó cũng sẽ không hay, nó sẽ không còn đẹp tiếng nữa. Như vậy là cái video ngắn của Vũ chia sẻ một cái vấn đề rất là cơ bản mà cũng rất là nhiều bạn thắc mắc cũng như comment hỏi Vũ, cũng như là có sự tranh luận, thì video này Vũ sẽ nói rõ các bạn hiểu hơn là cái effect chúng ta sẽ linh hoạt vào tùy môi trường, tùy không gian, chứ không phải là mindset của nó là mặc định chỗ đó là không được. Cái mục đích của âm thanh của mình là làm cho khách hàng happy nhất, phù hợp với không gian nhất, và mình dùng nó để chỉnh sửa những không gian sai, những cái âm sai và những cái âm gian bị xấu đi. Nôm na nó là một công cụ chứ không phải là để cho nó làm hay. Còn việc hay không, là người làm, người setup phải có tai nghe và đánh giá ở góc độ của người nói cũng như là người nghe, và chúng ta phải làm ra cho hài hòa nhất giữa cái người nói và người nghe, luôn cả người bán và người mua các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ ngắn này của Vũ. Mong các bạn sẽ có thêm một cái kiến thức, một cái góc nhìn hơn để trong cái việc mà xử lý cái việc mà reverb trong phòng họp hay là nhà thờ hay cho đến là mọi không gian khác, nó là thuộc dạng là tùy biến và nó là sự custom, mọi nơi sẽ mọi khác nhau, không có một cái quy chuẩn nào cả. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video sau nếu thấy video hữu ích. Bye bye. Hả?